thay full bộ Ben Nissin Thái Lan cho S 135 bao chạy cho anh em ha, bảo hành 6 tháng nha anh em. Anh em nào chạy S bị tuột thắng đĩa cứ qua tiệm xe Khánh, tiệm Khánh nó bao nhận sửa thay cho anh em, phục tùng đầy đủ nha anh em. Thay nguyên bộ Ben Nissin đúng hàng Thái nha anh em, bảo hành 6 tháng cho anh em, một đổi một. Anh em tới ngay địa chỉ 462 xẹt 15 3 tháng 2 phường 12 quận 10. Còn ở xa thì Khánh sẽ ship hàng cho anh em. Bao đúng hàng Thái Lan, hàng Thái Lan thì anh em nhìn thấy cái nước sơn nó sần chứ nó không có bóng như hàng Malaysia nha anh em. Bao hành 6 tháng. Bao xài cho anh em ha. Nay khai trương, cảm ơn anh em tới ủng hộ ha.